Xin chào toàn thể các bác và anh em đam mê chơi BCB. Đầu tiên thì cho em chúc các bác và gia đình luôn luôn mạnh khỏe để thực hiện những cái niềm đam mê bất tận của mình các bác nhé. Đấy. Thì trong video này em sẽ giới thiệu cho bác về một số cái mẫu laser để cho anh em chơi Condo FX Benjamin truyền thống nhé. Các bác cố gắng theo dõi hết video cho em để em giới thiệu từng mẫu và báo giá công khai cho các bác. Đấy. Hôm nay em trân trọng giới thiệu cho bác này, đây là con laser đầu đạn nhé. Đấy, trên tay em đang cầm con này laser đầu đạn. Đây, các bác quan sát này, tia xanh rất chi là đẹp chuẩn chỉ đúng không? Cái này thì là nó rất chi là các bác chơi tia xanh để cho anh em chơi ban ngày các bác nhé. Đấy, mẫu này thì các bác chơi rất chi là tiện này. Vì sao? Vì cái quả pin này, các bác hết pin các bác lại sạc được nhé. Đấy là cái nhất, nó kinh tế. Cái thứ hai, con này nó có kẹp dây kẹp nòng, đây có kẹp dây 11 và dây 20 để cho anh em chơi Condo và FX nhé. Đấy, cái mẫu đèn này thì nó sẽ chống rung, chống giật, chống nhảy tâm cực tốt nhé. Các bác mua nó đầy đủ phụ kiện bao gồm kẹp dây, kẹp nòng, sạc pin, đuôi chuột nhé. Và con này giá bây giờ cũng hạ quá rồi các bác. Đấy, laser đầu đạn tia xanh 300.000 bao ship đến tận nhà cho các bác nhé. Còn quả pin này các bác nào muốn mua thêm thì là giá sẽ 50k. Đấy, hôm nay thì em sẽ tặng cho các bác một bác nhanh nhất, sớm nhất một quả pin như này. Khi các bác nào mua đầu tiên ở cái video này các bác nhé, tặng các bác một quả pin như này trị giá 50.000. Còn từ bác thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm trở đi các bác phải mua 50 cành nhé. Đấy, nên các bác nào mà chưa đăng ký kênh thì các bác cố gắng đăng ký kênh, theo dõi kênh giúp em nhé, để có những chương trình khuyến mại thì các bác nhanh tay giật quà về. Đây, cái mẫu thứ hai thì giới thiệu cho bác con này laser đầu đạn tia đỏ. Tia đỏ để cho anh em chơi chuyên ban đêm các bác nhé, chơi chuyên ban đêm này. Vì cái tia đỏ này mình sẽ không chơi ban ngày được, ban ngày nó có ánh nắng mặt trời, các bác chiếu đỏ này nó sẽ bị triệt tiêu ánh sáng của cái laser đi. Nên nếu các bác nào chơi ban ngày các bác cố gắng lấy tia xanh, ban đêm các bác cố gắng lấy tia đỏ cho em nhé. Cái tia đỏ này thì em đang bán giá công khai cho bác là 260.000 nhé, 260.000. Tặng cho các bác một quả pin này dành cho anh em nào sớm nhất, duy nhất, nhanh nhất của ngày hôm nay các bác nhé. Đấy, còn các bác nào muộn hơn thì xin chia buồn, các bác đã quay vào ô mất lửa. Đấy, cái dòng thứ hai giới thiệu đến cho bác này, trên tay em đang cầm con này là con laser ống to các bác nhé. Đấy, laser ống to, con này rất chi là xịn sò và mẫu mực. Đấy, vì sao? Con này chống mưa, chống nước, chống rung, chống giật, chống nhảy tâm, cái gì nó cũng nhất luôn. Nhưng có một cái nó không nhất là giá nó cao hơn đầu đạn một tí. Đấy, cái này tia đỏ nhé, laser ống to tia đỏ, cường độ ánh sáng cực kỳ là khỏe nhé. Giá công khai cho anh em 300.000, đã bao gồm cước phí vận chuyển để tận nhà cho các bác nhé. Đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán, bên em ship phút COD 63 tỉnh thành trên mọi miền Tổ quốc. Cái mẫu thứ hai nên cho bác này, con này thì con laser ống to các bác, laser ống to, con này tia xanh. Tia xanh thì để cho anh em chơi ban ngày các bác nhé. Đấy, tia xanh chuyên để anh em chơi ban ngày. Cái con này thì phụ kiện nó cũng có kẹp dây, kẹp nòng, sạc pin, đuôi chuột, nó giống con tia đỏ này. Đây, tia xanh đây các bác nhé. Đấy, tia xanh các bác chiếu ban ngày cực kỳ là xa nhé. Đấy, các bác nhìn này, quá đẳng cấp, rất chi là chất. Đấy, con này thì tia laser ống to tia xanh 330.000 nhé các bác nhé, đã có cước phí vận chuyển, free ship cho anh em luôn. Còn mẫu tiếp theo em lên cho bác, đây là con laser đại bàng này, các bác nhìn này, con này đầm chắc, khỏe, đẹp, sang, xịn, mịn, có dây 11 và dây 20. Các bác lưu ý nhé, con này nó chỉ dùng dây 11 và dây 20, nó không có kẹp nòng nhé các bác nhé. Đấy, đèn pin này, đấy các bác nhìn đèn pin sáng chưa, quá là sáng đúng không, các bác thấy phê, rất chi là phê. Em thì rất chi là ấn tượng về cái mẫu này, và bản thân em cũng đang dùng mấy cây củi em đẹp lắp cái này. Đấy, vì thích đèn pin có đèn pin, thích laser có laser, đấy là cái ưu điểm ở những cái dòng khác không có các bác nhé, mà chỉ có dòng đại bàng này mới có. Con này thì em xin báo giá công khai, tia xanh này là 450.000, tia đỏ cũng laser đại bàng, có laser có đèn pin các bác nhé. Tia đỏ này thì em đang bán là 420.000. tiếp theo giới thiệu cho bác con này, con kính bắn nhanh con dán nhé, kính bắn nhanh con dán. Con này cũng đang làm mưa làm gió trên thị trường, được em khá là ưa chuộng các bác ạ. Vì sao? Vì con này tính kinh tế rất chi là cao, tiện lợi, nhỏ gọn, cứ ngắm là bền, cứ ngắm là bền các bác. Đấy, chơi con này cũng khá là thích. Nói chung là mỗi con có một ưu nhược điểm, các bác nào thích kính bắn nhanh thì các bác chốt con này cho em, kính bắn nhanh con dán 430.000 bao ship tận nhà cho các bác nhé, đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đấy, còn trong quá trình các bác dùng, các bác phát hiện ra hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì em sẽ bồi thường các bác 110% giá trị sản phẩm các bác nhé. Đấy, còn các bác nào yêu quý thì hãy
cho em một like, đăng ký kênh ủng hộ shop ngày càng phát triển hơn. Và bây giờ thì em cũng xin cảm ơn các bác đã luôn luôn yêu mến và đồng hành ủng hộ cùng shop suốt một thời gian dài vừa qua. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video sau nhé. Xin chào các bác.